kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhóm tạo phản thất thế vì tình báo phương Bắc, Tổng Trọng ra tay thanh trừng. Để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 12 của Đảng thì trước đó cả năm, các bên đã chạy đua để lôi kéo phe cánh cho trận quyết chiến vào đầu tháng đầu tiên của năm 2016. Hầu hết các nhóm đều vận động trong nước, chỉ riêng ông Trọng có nước cờ táo bạo, đó là ông sang Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình trước 8 tháng. Chỉ cần một lần cuộc gặp gỡ này thì lần lượt các nhân vật có tham vọng đều bị thất thế, trong đó có Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng thì mất quyền lực, còn Trần Đại Quang thì còn chức vụ, nhưng lại bị đưa vào ghế không có mấy thực quyền. Đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra đầu năm 2016, ngay sau ngày bế mạc, đặc phái viên của Tập Cận Bình, ông Tống Đào đã sang gặp Nguyễn Phú Trọng. Cuộc gặp này được phía cung cấp tin cho chúng tôi cho biết là để bàn về việc để cơ quan tình báo Trung Quốc, tức Cục Tình báo Hoa Nam, nhúng tay vào hỗ trợ. Có lẽ lúc này ông Nguyễn Phú Trọng đã ngửi thấy mùi tạo phản. Trần Đại Quang bị Nguyễn Phú Trọng giao cho Tập xử lý, dẫn đến cái kết thê thảm của ông Quang sau đó. Sau đại hội lần thứ 12 không lâu, phía Trung Quốc phát hiện nhóm liên minh Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh và Đinh La Thăng bắt tay nhau muốn loại ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự việc bại lộ vào khoảng đầu tháng 7 năm 2016, tức khoảng 6 tháng sau đại hội lần thứ 12. Thế là chiến dịch thanh trừng bắt đầu. Người mong Trọng nhắm vào đầu tiên chính là Đinh La Thăng, bởi Đinh La Thăng đang ở tận thành phố Hồ Chí Minh, rất xa mặt trời, là cánh tay mặt của ông Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời ông là vua một cõi của thành phố lớn nhất đất nước. Nếu để ông Thăng có đủ thời gian thì ông này có thể làm loạn thật. Nhân vật thứ nhì là Trần Đại Quang, người đang nắm chức chủ tịch nước, hữu danh vô thực. Tuy nhiên, ông Quang còn nhiều đàn em được cài lại tại Bộ Công an, nên cũng là nhân vật nguy hiểm. Người cuối cùng là ông Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư, là người sát cánh bên ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng không lo nhiều với Đinh Thế Huynh vì ban bí thư được ông Trọng kiểm soát hoàn toàn. Đinh La Thăng do chính ông Trọng xử lý nên bị tù. Việc bị bại lộ, ông Trọng cho đánh vào Đinh La Thăng. Để đánh được Đinh La Thăng thì phải bắt được Trịnh Xuân Thanh, một thuộc cấp của ông Thăng dưới thời làm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Vào cuối tháng 7 năm 2016, báo chí đồng loạt lên tiếng về vụ chiếc xe biển số xanh hiệu Lexus EX570 mà ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng là trái quy định. Từ một lỗi rất nhỏ nhưng bị báo chí đồng loạt tấn công, cảm thấy việc chẳng lành, Trịnh Xuân Thanh bỏ chức chủ tịch Hậu Giang, tìm đường chuồn ra nước ngoài. Khi vụ việc bị lộ thì cả ba nhân vật chính là Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh đều bị giám sát nhất cử nhất động, bởi Tình báo Hoa Nam và cả Công an Việt Nam cùng phối hợp. Dù đang tại chức nhưng ba người này không thể đánh bài chuồn như Trịnh Xuân Thanh, mà chỉ có thể ngồi đấy đợi đến ngày phán quyết. Việc phải triệt hạ nhóm tạo phản là chắc chắn, nhưng không thể dùng lý do phản cách mạng, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn tỏ ra cho người dân thấy là bên trong của họ mục nát và có nhóm tạo phản âm mưu đảo chính ngầm. Cho nên, để hạ Đinh La Thăng, ông Trọng phải mượn một vụ án tham nhũng mà đánh, với việc kết tội ông theo trách nhiệm của người đứng đầu và cố ý làm trái. Cách làm này tương tự như ông Tập Cận Bình từng thực hiện bên Trung Quốc. Lẽ ra, ông Trọng hạ Đinh La Thăng rất nhanh, nhưng vì Trịnh Xuân Thanh trốn chạy nên vụ án kéo dài và rất ồn ào. Ông Đinh Thế Huynh được xử nhẹ nhất, được ưu tiên ở tù tại gia. Đối với ông Trần Đại Quang thì ông Trọng nhờ Cục Tình báo Hoa Nam ra tay. Nhân dịp diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017, Tập Cận Bình mời Trần Đại Quang sang thăm Trung Quốc. Đây là chuyến đi định mệnh của ông Quang. Trần Đại Quang sau khi về nước thì phát hiện bị nhiễm virus lạ. Và sau thời gian dài chữa trị tại Nhật, ông Quang chút hơi thở cuối cùng vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Còn ông Đinh Thế Huynh thì sau một thời gian bị giam lỏng ở ghế thường trực ban bí thư, đến ngày 2 tháng 3 năm 2018,
ông Trọng lấy luôn chức thường trực Ban Bí thư giao cho Trần Quốc Vượng. Ông Đinh Thế Huynh hiện nay được chế độ bảo vệ rất cao. Người cung cấp tin cho Thời báo.d cho biết Đinh Thế Huynh đang ở tù tại gia. Ông Đinh Thế Huynh vẫn là người bị ông Trọng xử lý nhẹ nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nhóm tạo phản thất thế về tình báo phương Bắc, Tổng Trọng ra tay thành chừng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bước ngoặt chính trị của ông Tổng khiến trong đảng hình thành nên nhóm tạo phản. Giai đoạn lật kèo của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ xảy ra khoảng một năm trước khi diễn ra đại hội lần thứ 12 của đảng. Khi chuyến đi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2015 đã xác định một điều, Cục Tình báo Hoa Nam sẽ hỗ trợ ông Tổng Bí thư củng cố quyền lực. Ở đại hội lần thứ 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã 72 tuổi, là quá tuổi để ngồi vào ghế trong bộ chính trị. Tuy nhiên, ông lại nặn ra cái gọi là suất đặc biệt để được ở lại bộ chính trị. Mặc dù vậy, ông Nguyễn Tân Dũng thì bị đá văng ra khỏi bộ chính trị, mặc dù ông Dũng còn ít tuổi hơn. Với cách làm như vậy, những ai có tham vọng đều hiểu rằng ông Tổng Bí thư không dễ dàng gì từ bỏ quyền lực cả. Sự nghiệp chính trị của Đinh La Thăng bị cản lực rất lớn bởi tảng đá Nguyễn Phú Trọng. Đại hội lần thứ 12 kết thúc vào ngày 28 tháng 1 năm 2016, thì ngay ngày hôm sau, ông Tập Cận Bình cử đặc phái viên của ông là Tống Đào đến Việt Nam làm việc. Tại Hà Nội, được xem sự bảo chứng của ông Tập cho vị trí bền vững của Nguyễn Phú Trọng. Còn về phía phần ông Nguyễn Tân Dũng thì sau khi bị loại khỏi vũ đài chính trị, ông kịp cài lại một số tay chân của ông, trong đó có thể kể đến như Đinh La Thăng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình. Trừ bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã là ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2013, còn lại ba người kia đều vào Bộ Chính trị và giành được những vị trí quan trọng. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là phận nữ nhì, bà cũng không đủ lực để mà kịch chiến với ai, nên bà Ngân ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội đến hết nhiệm kỳ rồi rút êm, mà không bị dính thương tích gì trong cuộc đấu đá khốc liệt này. Ông Nguyễn Phú Trọng nhìn thấy nguy cơ tiềm ẩn trong con người Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng là người ăn to nói lớn, rất tham vọng và dám làm liều. Ngược lại, Đinh La Thăng cũng thấy, còn Nguyễn Phú Trọng thì sự nghiệp chính trị của ông Thăng khó mà lên cao cho được. Đinh Thế Huynh cũng thấy tham vọng chính trị quá lớn của ông Trọng là cản lực đối với ông. Ngoài ông Đinh La Thăng thì Trần Đại Quang cũng chẳng ưa gì Nguyễn Phú Trọng. Ông Quang rất có tham vọng, tuy nhiên, việc được đưa vào chiếc ghế Chủ tịch nước hữu danh vô thực cũng là điều mà ông này chẳng mong muốn gì. Việc ông Nguyễn Phú Trọng chiếm giữ suất đặc biệt cho thấy ông có tham vọng quyền lực quá lớn. Bên cạnh ông Trọng có Đinh Thế Huynh cũng nuôi hy vọng thay thế ông Tổng. Có vẻ như ông Tổng nhìn ra nên đã tung tin theo đường cửa sau cho báo chí Lê Phạm Trái nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm chức Tổng Bí thư nửa nhiệm kỳ 2 rồi sẽ trao lại cho Đinh Thế Huynh. Tuy nhiên, người như Đinh Thế Huynh không phải là kẻ dễ bị lừa. Ông Huynh cũng nhìn thấy sự dối trá trong con người của ông Trọng. Không đời nào ông Trọng nhường chỗ cho Đinh Thế Huynh được. Đinh La Thăng, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh là ba con người có tham vọng rất lớn và cả ba người này đều thấy ông Nguyễn Phú Trọng chính là cản lực lớn đối với sự nghiệp chính trị của họ. Cho nên cả ba người này tạo thành một liên minh mà chúng tôi tạm gọi là liên minh tạo phản. Những người này quyết định ăn cả ngã về không. Những người này muốn loại ông già Nguyễn Phú Trọng ra khỏi vũ đài chính trị như ông Trọng đã từng làm với đối thủ chính trị của mình. Trần Đại Quang không hài lòng khi bị đẩy vào chiếc ghế hữu danh vô thực. Lại nói về ông Nguyễn Phú Trọng, từ khi loại được Nguyễn Tân Dũng thì thế và lực ông Trọng đã hoàn toàn khác. Kẻ thù lớn nhất trên vũ đài chính trị đã bị loại. Việc còn lại của ông Nguyễn Phú Trọng là dựa vào thế lực đã giúp ông trước đó, giờ ông tiếp tục nhờ vào họ để dọn rác. Bởi với cách chiếm giữ quyền lực như thế, ông Trọng đã gây thù chuốc án với không biết bao nhiêu người. Trong khi đó, ông Trọng
không nắm được Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2, thì làm sao ông Trọng vững được? Ông Trọng buộc phải tìm một lực lượng tình báo đối trọng, và đó là cách mà ông giành vị trí quyền lực cho mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bước ngoặt chính trị của ông Tổng khiến trong đảng hình thành nên nhóm tạo phản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.